tuyển U22 Việt Nam làm quen nắng nóng tại Campuchia. Đội tuyển nữ Việt Nam hòa không đều trong trận giao hữu cuối cùng tại Nhật Bản. Phóng viên Next Media lên đường sang Campuchia tiếp lửa cho đoàn thể thao Việt Nam. Chiều ngày 26 tháng 4, U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia dưới trời nắng nóng lên tới 40 độ C. Sau khi đặt chân đến Phnom Penh vào buổi trưa, đội tuyển U22 Việt Nam đã ra sân tập luyện ngay vào buổi chiều. Buổi tập kéo dài 1 tiếng rưỡi và diễn ra khá nhẹ nhàng, chủ yếu mang tính hồi phục, giúp các cầu thủ làm quen với môi trường mới, đồng thời tạo bầu không khí hứng khởi cho toàn đội. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier vừa kết thúc giai đoạn tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu và di chuyển sang Campuchia. Tại SEA Games 32, U22 Việt Nam nằm ở bảng B với U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Chiều ngày 26 tháng 4, Liên đoàn bóng đá Thái Lan công bố danh sách 20 cầu thủ U22 Thái Lan cùng với huấn luyện viên Isara Sritaro tham dự SEA Games 32. Đáng chú ý nhất là hai cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, gồm tiền đạo 21 tuổi Archipol Kererom đang chơi ở Đức cho FC Augsburg 2 và tiền vệ 22 tuổi Chayapipa Sunpunpasuk đang đầu quân cho câu lạc bộ Princes ở Bồ Đào Nha. Hai cầu thủ này được xem là quân bài quan trọng, tăng sức mạnh đáng kể cho U22 Thái Lan trong mục tiêu giành lại huy chương vàng môn bóng đá nam từ tay U22 Việt Nam. U22 Thái Lan sẽ giao quân vào ngày 30 tháng 4 gặp Singapore. Họ sẽ đụng U22 Việt Nam ở loạt trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 11 tháng 5. Tối ngày 26 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã ra quân trong trận giao hữu cuối cùng tại Nhật với đối thủ là Đại học Thể dục Thể thao Osaka. Trước đối thủ vừa sức, Việt Nam chơi tự tin, tạo thế cân bằng ở hiệp 1 nhưng không có cơ hội nguy hiểm. Sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung tung các cầu thủ trẻ như Thái Thị Thảo, Thanh Nhã và Ngân Thị Vạn Sự vào sân. Đối phương cũng thay đổi một số vị trí giúp trận đấu đôi công hấp dẫn. Phút thứ 50, Thanh Nhã bứt tốc vượt qua hậu vệ Osaka nhưng cú dứt điểm cuối cùng không thắng được thủ môn. Đến phút thứ 65, đến lượt Thái Thị Thảo bỏ lỡ pha ghi bàn dù ở vào thế thuận lợi. Phút 84, Vạn Sự đi bóng kỹ thuật lừa qua một hậu vệ rồi cứa lòng nhưng bóng chạch cột dọc. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều. Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam trước khi chốt danh sách chính thức tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. SEA Games 32 với khẩu hiệu Thể thao sống trong hòa bình sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, khai mạc ngày 5 tháng 5 năm 2023. Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực và cũng là lần tổ chức có số lượng bộ huy chương kỷ lục. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu vào top 3 toàn đoàn với 100 đến 120 huy chương vàng. SEA Games 32 cũng là bước chuẩn bị quan trọng của thể thao Việt Nam cho ASEAN 19 sẽ diễn ra tháng 9 tại Trung Quốc. Đặc biệt lần này, ngoài nhiều môn thi đấu quen thuộc như bóng đá, điền kinh, bơi lội, quyền anh, cầu lông, chủ nhà Campuchia còn đưa vào nhiều môn thi đấu mới lạ, đáng chờ đợi. SEA Games 32, đại hội thể thao lớn nhất khu vực, hấp dẫn, quyết liệt, fair play. SEA Games 32, thể thao sống trong hòa bình từ 29 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 2023 tại Campuchia. Trước ngày khởi tranh môn bóng đá nam SEA Games 32, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Campuchia Kheo Sarek yêu cầu các cổ động viên không có vé không được vượt rào vào sân vận động. Vị này phát biểu trên Fresh News Asia, chúng tôi không muốn những hành động như vậy xảy ra. Sở dĩ Liên đoàn bóng đá Campuchia lo lắng việc khán giả không có vé trèo qua rào sắt để vào sân vận động bởi điều này từng diễn ra trong quá khứ. Hôm 24 tháng 4, đã có rất đông cổ động viên Campuchia đổ xô tới sân vận động Olympic để nhận những tấm vé miễn phí ở hai trận đầu mở màn bảng A môn bóng đá nam. Chỉ sau hơn 1 giờ, 14.300 vé đã được phát hết, trong khi còn hàng trăm cổ động viên khác vẫn chờ đợi và hy vọng nhận được vé. Campuchia sẽ tăng cường thêm lực lượng an ninh nhằm bảo vệ hình ảnh SEA Games và cũng để tránh tình trạng vỡ sân bởi sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Tại SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam có 5 trường hợp dương tính với doping. Đây đều là những nhân tố nổi bật từng đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.
Do dương tính với doping nên 5 vận động viên điền kinh này sẽ bị cấm tham dự SEA Games 32. 5 tuyển thủ điền kinh của Việt Nam dính doping gồm Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Vũ Ngọc Hà, Hoàng Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc. Vào tháng 1 năm 2023, các vận động viên Việt Nam đã trình bày trước Hội đồng Thể thao Đông Nam Á về việc họ tự ý mua thực phẩm chức năng được giao bán trên mạng, chủ quan cho rằng các loại thực phẩm chức năng này không có chất cấm nên đã sử dụng trong thời điểm chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 31. Theo Trung tâm Doping và Y học Thể thao cho biết, trước khi lên đường dự SEA Games 32, sẽ có khoảng 20 vận động viên ngẫu nhiên được lấy mẫu thử kiểm tra doping. Nguyễn Thị Bích Tuyền là một trong những mũi tấn công chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô được người hâm mộ gửi gắm niềm tin vào kỳ SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Tuy nhiên, hôm nay ngày 27 tháng 4, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã xác nhận tay đập người Vĩnh Long không tham dự SEA Games 32 vì dính chấn thương ở lưng. Chấn thương của Bích Tuyền tương đối nghiêm trọng. Cô không đủ điều kiện để lên đường tới Campuchia tham dự SEA Games 32 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cái tên thay thế Bích Tuyền là Tú Linh, người cũng đang nằm trong danh sách thi đấu tại AVC Club 2023. Để đảm bảo công bằng cho các trận đấu của bộ môn Taekwondo tại SEA Games 32, mới đây Liên đoàn Taekwondo Thái Lan vừa đề xuất lên ban tổ chức về việc thuê thêm trọng tài ngoài khu vực Đông Nam Á tới làm nhiệm vụ. Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Thái Lan Pimon Srivikon chia sẻ, tại Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam, Philippines và Thái Lan, thì trọng tài bộ môn này ở các quốc gia khác đều vẫn còn ít kinh nghiệm. Do bộ môn Taekwondo SEA Games nằm dưới sự giám sát của Liên đoàn Taekwondo Thế giới, nên họ sẵn sàng cử trọng tài giỏi từ các cường quốc môn này như Trung Quốc, Iran, Đài Loan, Hàn Quốc tới Campuchia. Phía Liên đoàn Taekwondo Thái Lan sẽ hỗ trợ chủ nhà Campuchia phần kinh phí thuê các trọng tài này. Taekwondo là một trong những môn võ được Thái Lan đầu tư mạnh mẽ. Tại SEA Games 31 ở Việt Nam, tuyển Taekwondo Thái Lan giành 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đứng thứ 2 sau đoàn Việt Nam. Chiều tối ngày 27 tháng 4, bình luận viên Đức Hiền và phóng viên Mạnh Hà đã lên chuyến bay di chuyển từ sân bay Nội Bài sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia để tác nghiệp tại SEA Games 32. Không khí tại sân bay vô cùng nhộn nhịp, rộn ràng khi mọi người tất bật trở về nhà hay chuẩn bị cho chuyến du lịch sớm trong kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây. Chắc chắn trong thời gian tới, các độc giả của Next Media sẽ được xem các sản phẩm độc đáo từ Campuchia gửi về. Chúc hai anh công tác thuận lợi, chúc cho đoàn thể thao Việt Nam duy trì thứ hạng cao ở các môn thể thao Olympic, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch của hai đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.